Mới sáng ngày ra, sao đã hát hò ầm cả lên rồi, không cho ai ngủ à? Hơi, các cậu ve lại bắt đầu khoe giọng rồi, mùa hè đã đến. Cớ sao lại khoe từ lúc sáng sớm vậy ông, hôm nay cháu định ngủ nướng một tí mà cũng không được. Ha ha, thế thì sắp tới đây cháu cũng không ngủ nướng được rồi, các cậu ve sẽ hát suốt cả mùa hè đấy, và hát cả ngày lẫn đêm luôn. Ôi trời, thế thì ai mà sống nổi, không được, cháu phải đi tìm mấy anh ta nói chuyện cho ra nhẽ. Này anh kia, sao họ về nhà anh mới sáng sớm ra đã hát hò thế, không để cho ai ngủ à? Ồ, xin chào chị gọi tôi đấy à? Đúng thế, cả mùa hè các anh cứ hát thế này thì ai mà nghỉ ngơi được? À, ra là đã làm phiền đến chị, cho tôi thay mặt anh em nhà ve xin lỗi. Chị yên tâm, chúng tôi chỉ hát vào đầu mùa hè thôi, chứ không hát suốt cả mùa hè đâu. Hay nhỉ, thế các anh không thấy mệt à? Mệt chứ, chỉ cần hát xong qua mùa hè này là chúng tôi cũng chút đi hơi thở cuối cùng. Sao, sao lại thế? Ha ha, có gì đâu, vòng đời họ nhà ve của tôi là thế mà, nhìn trẻ khỏe thế này thôi, nhưng tôi cũng lớn tuổi lắm rồi đấy nhé. Các anh cũng có vòng đời như chị bướm à? Ồ, vậy là chị không biết rồi, chúng tôi cũng có vòng đời, cơ mà không giống với chị bướm đâu nhé. Để tôi giới thiệu qua cho chị nhé, các chị em nhà ve chúng tôi, sau khi giao phối sẽ đào những cái rãnh nhỏ trên cành cây để đẻ trứng vào đó. Những quả trứng ấy sẽ nở ra ấu trùng ve bé bỏng của chúng tôi. Tụi nó sẽ rơi xuống và đào hang vào trong lòng đất. Yahoo! Ồ, tôi tưởng các anh sống trên cây. Hi hi, ai cũng tưởng thế hết đấy. Ít ai biết nhà ve chúng tôi dành phần lớn cuộc đời ở dưới lòng đất đâu. Chúng tôi đào xuống lòng đất với độ sâu khoảng 30cm cho đến 2,5m. Ở dưới đó, chúng tôi hút nhựa từ các rễ cây để sống. Chúng ngon lắm đấy. Thảo nào, tôi để ý chân trước của anh to và cứng cáp hơn hẳn. Chắc là các anh dùng nó để đào đất. Chị nói đúng rồi đấy. Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời kỳ ấu trùng, chúng tôi lại dùng chúng để đào hang để lên trên mặt đất. Sau khi lên trên mặt đất, chúng tôi leo lên một cái cây gần đó để thực hiện lần lột xác cuối cùng và trở thành một ve trưởng thành. Xác cũ của chúng tôi vẫn nằm nguyên chỗ cũ và gắn vào vỏ cây. Chút nữa, chị bay một vòng là thấy. Hóa ra là vậy, vòng đời của các anh đúng là chẳng giống ai thật. Vậy sau khi trưởng thành, các anh sẽ hát cho đến lúc. Anh em chúng tôi hát vừa vì đam mê, vừa để tìm bạn đời nhé. À, tôi lại tưởng các anh hát để kỷ niệm, thì là lần cuối cùng ấy. Ừ thì cũng có một phần là như vậy, không biết những anh em khác như thế nào. Nhưng tôi thì dành chọn những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời vào tiếng hát đấy. Tôi thì dành chọn những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời vào tiếng hát đấy.